không bỏ. Anh sẽ tự thổi đi. Nó đậm đà mà bá cháy ngon bá cháy luôn bạn. Kỳ lạ vậy các bạn. Wow. Ngón chân to đùng vậy mà bấm chữ nào ra chữ đó. Mà xuất sắc. Xin chào những người bạn vui vẻ trên kênh Độc Lạ Việt Nam. Kính thưa các bạn, Phú đang đứng tại nhà của một cô gái rất là dễ thương của thành phố Đà Lạt. Đây là em Vi. Vi có biệt tài là nấu ăn bằng chăn nha các bạn. Thì hôm nay khi mà biết tụi mình ghé thăm Đà Lạt thì Vi ngỏ ý là muốn mời tụi mình thưởng thức một bữa trưa do Vi tự dùng chân mà nấu. Bởi vì kính thưa các bạn, đôi tay của Vi đó là rất là đáng thương. Đôi tay này nó không phát triển được, không thể dùng để nâng đỡ những vật nặng, nên là Vi làm mọi thứ là bằng chân của mình. Một điều rất là khó tin là đôi chân của Vi có thể là thực hiện những cái thao tác là nó cực kỳ khéo léo. Nếu mà không tin thì các bạn có thể xem clip Vi vào bếp. Rồi bây giờ chúng ta theo chân Vi ha. Mọi hoạt động của Vi thì đều bằng chân, kể cả khi mở cửa nha mọi người. Đây là gian bếp của nhà Vi. Hôm nay thì bây giờ Vi sẽ làm món đó là mực khìa nước mắm để đãi mọi người. Giới thiệu với các bạn, đây là mẹ của Vi nè. Đây cô gửi lời chào đến khán giả theo dõi kênh Độc Lạ Việt Nam vậy. Giờ nói gì con? Chào cô ơi. Cô chào tất cả mọi người. Dạ. Cô đang làm bếp. Dạ, cô giới thiệu thêm về. Đây là ông xã cô. Dạ. Xin chào. Chú là đang làm món gì vậy chú? Món phèo xào với cải chua. Phèo xào cải chua. Rồi cảm ơn chú nhiều ha. Bữa trưa hứa hẹn hấp dẫn á. Nguyên liệu thì đã chuẩn bị sẵn rồi mọi người. Chén nước mắm, tỏi ớt. Thường thường sẽ có cái ghế cao để Vi có thể ngồi, nhưng mà hôm nay không có thì Vi sẽ ngồi trên này luôn. Đây. Để mà Vi có thể làm món. Ta sẽ đi qua đây. Đủ. Chúng ta sẽ cho bắt mặt vào đây. Nãy em nói là món gì? Mực xào giá hả? Mực khìa nước mắm. Mực. Chúng ta sẽ chuẩn bị một chén nước mắm tỏi ớt nha mọi người. Đây, giả một chén như vậy. Mấy đêm. Trời ơi, cái nón chân trái nó kia kẹp vô lành như mà quá là điện nghĩa luôn. Đảo nước mắm còn nhuyễn hơn mình đảo bằng tay nữa. Đây, chúng ta sẽ chứa nước mắm rồi. Wow, khó tin quá các bạn ơi. Chúng ta sẽ đảo đều lên hết. Rồi chúng ta sẽ để mở lửa nhỏ cho nó riu riu để nó nóng. Em bắt đầu mà có thể là nấu ăn bằng chân là từ năm mấy tuổi? Dạ 12 tuổi. 12 tuổi? 11, 12 tuổi đã bắt đầu em đã nấu ăn. Rồi em đi học thì sao? Có viết bằng chân luôn à? Dạ, đúng rồi. Em viết, em vẽ, nói chung là đa số bằng chân hết. Rồi em học tới lớp mấy? Dạ, em học lên đại học, em học bên ngành thiết kế quảng cáo. Trời ơi, học đại học luôn. Rồi dạ. Ngồi ở bàn nữa rồi em để chân lên viết. Dạ, thì em chỉ viết những cái cần thiết thì em có thể là sẽ để bạn chép, viết xong rồi em về em chép lại. Đó, còn những cái phím mà em làm á. Dạ. Thì ở trường thì nhiều khi là cũng không có thể mà khó đôi chân lên, này em sẽ dùng một phím ảo. Tại vì em có thể lấy hai tay để mà kẹp chuột. Dạ. Nhưng mà có thể sử dụng một phím ảo để thế. Nhiều khi về nhà làm thì em sẽ làm chân. Bấm máy bằng chân.
Bây giờ sẽ để rửa riu riu cho nó ngắm mực. Đảo đều một xíu nữa. Sau khi chờ chín thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái dĩa thôi. Cái này là ăn chung với gì? Chúng mình có thể ăn cơm, ăn chung với cơm. Đó, vì... Nhưng mà nếu mà ăn không cũng được. Một viên nước mắm. Dạ. Chỉ việc một chén nước mắm thôi chứ không cần phải nêm gì hết. Ví dụ như em có thể là đi chợ mang cầm đồ đạc về. Tay em thì không có lực nên là chỉ cầm những cái vật mua đồ thì cầm nhẹ thôi thì được. Chứ còn những mà mua nhiều mà nặng quá thì không. Còn chân em khỏe thế này là nếu mà đi bộ hồi tối đó, anh đi theo em đi ra ngoài, ngoài chợ nào vậy? Đà Lạt em đảo một vòng cả 2 cây số mà em chưa xin nhê gì. Bình thường nếu mà đi xa nhất là bao nhiêu? Đi xa nhất thì có thể từ nhà em thì đi bộ ra tới ngồi chợ tối mình chơi đó. Rồi đi lên trên rồi đi vòng xong rồi từ đó đi về lại đây. Ví dụ nha, bây giờ anh đề xuất nha, bây giờ anh với em thay vì bắt tay thì em bắt chân rồi đưa lên bàn chung quay cái cọc này đây đúng không? Coi bàn kẹp vô hai ngón tay mình. Chúc cô sức khỏe và mãi xinh đẹp. Em có thể làm nail nữa nhưng mà hiện tại dụng cụ nail thì không có sẵn. Nếu làm nail thì cháu vẽ và sơn rất đẹp, đính đá thì hả không có khác gì hả là thợ ngoài tiệm làm hết á. Là cái bộ chân làm là tuyệt vời luôn, lấp lánh luôn, đính đá đính hạt hả là làm nghệ thuật á. Là cái bộ chân hoàn hảo luôn á. Cái nấu bếp này cô là cô có phải chỉ bày gì không mà? Cô cũng không chỉ thì cháu nó thấy á, xong rồi bắt đầu là cháu học hỏi theo. Rồi để ý, rồi em nó còn nhỏ nên thành nó ở nhà mỗi lần cô đi á là bé tự chăm sóc cho hai em như ba chị em ở nhà tự chăm sóc lấy nhau. Dạ. Đó. Nên thành hả là cháu biết hết. Đều tự học hỏi thôi, như mẹ làm sao thì cháu làm y vậy á. Nên thành á là cháu học hỏi rất nhiều rồi tìm tòi trên sách, trên vở, trên mạng. Nhưng mà con thấy là với một cái hạn chế như vậy mà với như lấy những cái đồ vật như là đồ thủy tinh hoặc đồ sứ ở trên cao như vậy có lần nào mà lỡ nó bị vỡ không? Không hề vỡ một cái nào, lấy rất gọn. Rửa cũng vậy, rửa ấp vô cũng rất gọn. Được rửa chén được luôn. Rửa chén được luôn, giặt đồ luôn, cái gì cũng làm được hết á. Giặt đồ luôn. Là bằng chân hết, toàn bộ. Như là không sai sót một cái gì. Nhiều lúc mình làm cái tay mà còn không bằng cái chân của cháu. Làm rất là ok. Nên thành đi thì cũng không lo. Đó. Đi đâu ra ngoài không lo, ở nhà tự biên tự diễn hết. Mẹ không phải vất vả nữa. Bây giờ thì mực chín rồi thì Vi sẽ tắt và đổ ra dĩa cho mình. Mọi người thấy có hấp dẫn không? Mọi người có nghe mùi không? Chứ Vi thấy anh quay phim vậy rồi đó mọi người. Mọi người thấy có ngon mọi người? Rất là tuyệt. Đây là món mực viên nước mắm của bạn Tường Vi. Xong rồi hả? Dạ. Wow. Em mời anh Phú ăn nha. Trời ơi. Gấp bỏ vô chút rồi. Đây. Thêm một cái nền ăn rau đi cho nó sẽ ngon. Trời ơi, cái cục này nó muốn nhảy ra ngoài hoài luôn á. Thôi tiêu diệt cục đó trước được. Thôi, cho anh Phú ăn rau nha. Phòng mỏ. Anh sẽ tự thổi đi. Ôi ơi, nó đậm đà mà bá cháy con bá cháy luôn bạn. Không ngờ là nấu ăn mực chân thì giúp cái món mực nó ngon đến như vậy. Tuyệt vời. Ngon quá. Cảm ơn Quy.
Sau đây là cái mục đồ chân với chị My. Đây. My là cao 1m04. My là cao 1m04, còn Vy là cao bao nhiêu? 1m65. 1m65, trời ơi, nhưng mà cái chân này giống như là mấy cô siêu mẫu á. Đi thi là mẫu được mà. Đây là chân cao. Ngang eo chị đúng không? Đúng rồi, ngang eo nè. Ngang eo à? Em keo à, em keo à. Keo gì? Em bao keo luôn á. Tại sao? Em bao cao á. Em bao cao. Bao cao. Keo là cao. Rất bình tĩnh rồi đó. Thường thường thì sẽ có một cái ghế cao ở đây, nhưng mà do là cái ghế không có nên là vì ghế cao, nhưng mà ở dưới đó đi lên cái là bỏ cái ghế đó thành Vi sẽ ngồi lên trên cái ghế. Lên trên bếp luôn. Bữa nào mua lại ghế khác. Để giỏ luôn nha. Để giỏ luôn. Tại vì không. Kỳ lạ vậy các bạn. Rồi. Quá là thành thạo luôn các bạn ơi. Kính thưa các bạn, mình cũng có nghe mẹ của Vy chia sẻ là khi mà Vy 5 tuổi á, thì Vy bị sốt bại liệt. Từ đó là đôi cánh tay của Vy là nó không phát triển nữa. Bù lại là Vy có một nghị lực thông thường, mọi hoạt động Vy đều có thể thực hiện bằng đôi chân của mình. Một đôi chân rất là điêu luyện và xinh đẹp. Mình có thể nói là đây là đôi chân của thiên thần các bạn. Thấy mình một thiên thần đang chắp cánh bay. Có khi nào em lỡ mà cắt nhầm ngón chân của mình không Vy? Dạ không. Nhưng mà cái trường hợp đó thì sơ xuất thì hầu như ai cũng sẽ có. Đó. Chứ không phải riêng mình em. Cẩn thận em ơi. Tự nhiên rung. Cái dĩa đâu có mang tới lại được, mang tới bằng cái này. Dạ thì em vẫn có thể bơ bằng hai tay. Rồi em bê hai tay. Tức là hai tay của Vy thì vẫn có thể là tựa vô bê như vậy được. Rồi hay quá. Nhưng mà ai đụng vô rớt không biết. Tại vì không có nắm được. Tại vì bây giờ thì em không biết. Đi chơi vậy là ngón chân to đùng vậy mà bấm chữ nào ra chữ đó nhanh lẹ. Trời ơi, chị một tin nó đã mười mấy tin rồi. Ban đầu tập có khó không Vy? Dạ không, giống như là một cái phản xạ của em vậy. Em cầm em làm thôi chứ em cũng không có tập gì hết.
nên là cũng có nhiều người thắc mắc là sao ngón chân em bự mà em ngắn trùng một đường đó. Gì vậy, ngại hả? Không phải. À, cái lúc nào bây giờ đang nói chuyện với một anh nào đó một cái kiểu ngại ngùng á, cái mà đưa quần chân lên mình. Tại thường là em đi gặp bạn ở ngoài thì ít ai biết em vậy đó. À. Nhưng mà nhiều những người mà gặp đầu tiên á, họ không biết. Đúng rồi. À, khi mà em về ví dụ họ có gì ngỏ ý em nói ra họ mới ngạc nhiên. Ủa? Đúng là họ nói còn em chỉ làm như vậy với người Mỹ ví dụ như là quá quen rồi. Quá thân với em rồi thì em sẽ tự nhiên hơn. Đúng rồi, anh thấy là khi mà anh tìm em hỏi ông Vi mà sử dụng 200 á, ở cái khu này gần như là rất ít người biết á. Tại vì em cũng nói rồi, em mới vừa chuyển lên đây lại. Từ rồi em sống ở dưới kia, còn bây giờ em mới chuyển qua đây thì mọi người có thể là chưa biết em. Chỉ có những cái bạn trẻ, giới trẻ thì ở trên TikTok á, thì em nổi TikTok thì những cái giới trẻ ở trên Đà Lạt thì đi ra ngoài đường họ đa số họ sẽ biết em nhiều hơn. Còn mấy cái người mà đứng tuổi thì rất ít. Đó, rất ít cô biết. Tại vì chợ chơi nhiều hơn. Em mới nghe em nói chuyện mà gặp người quen mà em dùng chân vậy là em giống như chém gió bằng chân này. Hai trăm mươi tám. Chém gió chân. Chém gió dữ luôn. Lúc cháu dạy cái đi mổ đó. Dạ. Yeah. Mấy cháu biết sao? Ở đó là người ngang lớn tuổi nó nhiều đứa cũng bị cũng đi mổ gì đó mà. Yeah. Rồi khóc dữ lắm. Ai khóc la chứ nhưng mà hả Vi hả? Không khóc nhưng mà mắt xinh, khóc thầm. Khóc nhưng mà hả là khóc một mình biết thôi, không ai biết hết á. Dạ. Dùng thấy mắt xinh bực lên mới biết đó là con mình nằm khóc. Còn mấy đứa đi la làng, la xóm, la gì la chứ nó không la. Tức là cô Sì Ba thường cũng lấy bằng. Rồi qua cái ngành nghệ thuật khiêu vũ này thì cũng học đào tạo trường lớp đàng hoàng cũng lấy bằng. Rồi về là mình đang dạy ở trên này nhưng mà vừa rồi dịch bệnh mình nghỉ, chứ còn là dạy nhà văn hóa thiếu niên. À vậy là cô chú gọi là vũ sư á. Vũ sư đúng rồi, dạ. Vũ sư. Vậy là chú là đến với nghề vũ sư trước rồi dẫn cô theo hay là sao? Đúng rồi, chú làm nghề vũ sư cũng được hai mấy năm rồi. Tại vì nhìn chú tướng của chú, dáng chú rất là chuẩn đẹp. Hôm nay chú 60 rồi. Dạ. À, 60 rồi, trẻ lắm nha chú này. Dạ. Vậy là quý vị con muốn xem cô cháu mà nhảy một điệu á. Ngắn thôi. À, rồi rồi cô chú làm thử rồi mình xuống cơ luôn nha. À, rồi lên. Lên dạ. Làm luôn.
bây giờ thì Pi mời mọi người bữa cơm gia đình. Wow, mâm cơm ngon quá, thịt sò quá. Mọi người nha, cái này tất cả là không phải Pi nấu, Pi nấu món này. À, bây giờ thì mời mọi người ăn cơm trưa thôi. Đây là món đầu tiên thì mọi người biết đây là món mực riêng nước mắm. Món này thì quá quen thuộc rồi. Trứng hộp dịch cũng gì? Thịt kho. Còn đây là món lòng xào chua, dưa chua, canh. Đây là canh canh tầm chua đúng không? Nói chung là quen đơn giản. Và kia là người ta gọi là bắp bông bông gì đó. Bông đảo. Không phải, nó gọi là bông lơ gì? Súp lơ. Súp lơ xanh. À, món súp lơ xanh xào nha mọi người. Súp lơ ăn. Món này là gì vậy? Cái đó là cá khô nướng. Cá khô nướng.